Đấy liên hệ và cái ID của admin này em này 0945085038 cẩn thận không còn này nó phi ra nó phi ra rồi là vào người em luôn ấy tại vì ở phía sau em là một dãy hàng hàng nữa không có đứng xéo để kịp uh, nùi lại được Con muốn biết chính xác thì phải cân lên rồi mới tính tiền được anh chị mình à ai mà đặt thì alo em Số Zalo đấy em là 0945085038 để cho anh chị mình nữa nhá. Bao nhiêu một ký hả? Anh ơi, nó tùy theo mình đặt loại nào có loại đó mà. To thì nó to tiền, nhỏ thì nhỏ tiền. 600 một ký hay 7 800 một ký cũng có. Anh chốt luôn con đó hả? Hello tầm 7 800 mấy anh ạ. Thì anh chốt luôn con đó anh phải chuyển tiền cọc cái em thấy tinh tinh cái em mới bắt rắn ra để làm được. <laughs> em nghe thấy tiếng à, à, như thường lệ à, tuổi tinh tinh ấy, thì em mới dám à, bắt rắn ra để làm các anh chị mình nhá cái này này em phải nhận được tiền cọc thì em mới dám bắt rắn ra để làm tại vì mọi người biết là những cái con hàng tươi sống như thế này nuôi rất là vất vả chứ không phải là đơn giản như con heo con gà đúng không mà mình chốt mình không lấy em có thể là à em để lại cho người khác hay là để ăn thì nó cũng đơn giản nó một vài trăm thì không đáng gì nhưng mà cái con rắn này á thì mình nuôi á cái công ấy rất rất là lớn và tiền thì không phải ít đâu nha nên là bắt buộc là em phải à, nhận được tiền cọc thì em mới dám bắt rắn đi làm chứ không anh chị mình ở trên này nó là mạng xã hội đúng không thì à, cũng không hẳn có 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 người treo nhưng mà thực sự là uh, không phải là không có thế nên là bắt buộc là phải như vậy con rắn nó cắn không chế có chứ tử thần mà không cắn mê nạ luôn đấy đấy id của admin nhà em đấy cả nhà anh bốn hai năm này lấy cái số zano là 0945 không tám em để đặt hàng những cái sản phẩm cao rắn rượu rắn nhá đây là cứ nhận được tiền cọc cái là em sẽ bắt rắn ra gọi mọi người lên zalo để coi làm trực tiếp thì các anh chị mình yên tâm này không chuẩn không chất thì em đền tiền gấp 10 lần thậm chí mọi người nhận hàng về có thể quy ra kiểm tra nhá xem là có phải là rắn thiệt hay là rắn nhựa có nhiều anh chị mà nhìn thấy bình rượu đẹp quá lại cứ nghĩ là con rắn nhựa mình đúc lên như vậy còn bên nhà em này muốn mọi người mua cái sản phẩm trực tiếp từ trang trại nha, đúng không? bỏ cái đồng tiền mình ra mình mua là mình cũng phải được uh, lựa này, rồi được coi làm này. À, anh uh, mạnh môi cao rắn là 800 một lạng anh nhá, 800 một lạng bên thì em bao ship rồi. Còn bình rượu rắn thì uh, mọi người đặt kiểu nào em làm kiểu đó. Hãy liên hệ và cái ID của admin đấy em này 0945085038. Cẩn thận không còn này nó phi ra. là phi ra giờ là vào người em luôn đấy tại vì ở phía sau em là một dãy hàng Hang nữa không có đứng xéo để kịp uh, nuôi lại được đấy, nên là mình trêu những cái con ở phía trên là uh, rất là cẩn thận tại vì cái lối nhà em thì kiểu như là mình cũng có cái diện tích uh, nó không chế được có từng ngày thôi nên là mình muốn nuôi được nhiều ấy, thì mình phải uh, um, chịu khó chút ví dụ như là cái nối đi nối lại này thì mình phải chịu khó ví dụ như là nó có hơn một mét như thế này Còn người ta mà ý là người ta lui ít rồi cái cái không gian ở giữa của người ta bỏ trống ấy là nó sẽ nhiều hơn Còn em ấy muốn là quy hoạch để làm được uh, nhiều hang diện tích của nó nhiều những cái nhà tầng của rắn như thế này thì mình chịu khó xíu là uh, đi nó hơi hẹp chút. Hello cả nhà nha, cả nhà ơi mọi người đặt trí sản phẩm cao rắn rượu rắn lên số em là 0945 085 038 khi nên bình hoàn chỉnh thì em sẽ gửi về tận nhà cho mình.